Thủ lĩnh vàng quốc gia, xin chào tất cả các thủ lĩnh và tất cả anh chị em cho buổi Zoom sáng ngày hôm nay. Chúc tất cả anh chị em có một ngày cuối tuần tràn ngập tình yêu thương và những điều tốt đẹp. Và buổi Zoom ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với tất cả các bạn là mình muốn chia sẻ về cái sản phẩm, bởi vì ngày trước là chồng mình là bị thận ấy, thì hiện nay vẫn đang đi chạy thận một tuần 3 lần. Bây giờ anh ấy vừa mới đi chạy xong, vừa đi lúc sáng nay. Thì cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người là sau khi mà được người hướng dẫn của mình là Quảng Thị Thúy hướng dẫn và chia sẻ cái sản phẩm ấy để sử dụng cho người bị thận ấy, thì mình cũng đã tin tưởng và trải nghiệm và lấy sản phẩm cho chồng mình sử dụng, thì là mình đã lấy cái sản phẩm cái viên formula với lấy cái trà thải độc gan. Đấy, có cái ba sản phẩm đấy, mình đầu tiên là mình cho chồng mình sử dụng ba cái sản phẩm đấy. Thì bởi vì chồng mình là bị thận là rất hay bị chuột rút, ban đêm thì hay bị chuột rút và lên cơn đấy, nên là và da thì rất là khô, da khô và sạm đi và phù rất là nhiều. Nhưng mà trong quá trình sử dụng thì mình đã theo dõi, và hôm đầu tiên thì anh ấy sử dụng thì là rất là mệt, bản thân anh ấy sử dụng mệt, đúng hôm đấy là không đi làm được, ngủ hết cả một buổi cả hết cả một ngày luôn. Đấy là xin nghỉ, xin cơ quan nghỉ luôn, không đi làm nổi. Nhưng mà sau đấy mấy hôm khoảng tuần thì thấy cứ khỏe dần lên. Và bây giờ thì sức khỏe của anh ấy được cải thiện rất là nhiều. Thì mình đã tin tưởng sản phẩm. Sau đó mình đã chia sẻ, lan tỏa cái sản phẩm này đến tất cả mọi người. Và đến giờ phút này thì cũng giới thiệu với tất cả mọi người, Hiến thì ở Sơn La, hệ thống của thủ lĩnh trẻ tuổi nhất Việt Nam Phạm Thị Ngọc Anh. Cảm ơn bạn. À, rồi cảm ơn chị. À, chúng ta có thể dành một phút để chúng ta kể câu chuyện sử dụng sản phẩm của bản thân mình, vì chúng ta không có nhiều thời gian. Cảm ơn chị và chúng ta sẽ có cơ hội giao lưu lần sau nhá. Cảm ơn chị rất là nhiều. Mời câu chuyện tiếp theo ạ. À, chúng ta kể câu chuyện bản thân mình dùng sản phẩm. Xin mời. Xin mời. Chị đang cho em hỏi cái. Dạ. Em muốn bây xin mời chị Trương Truyền. Rồi. Dạ, xin chào các thủ lĩnh và xin chào các bạn đang học buổi Zoom cho ngày hôm nay. Mình tên là Trương Truyền. Tên Zalo là Minh Truyền. Thì sau khi mình bị tai biến, biến liệt hết rồi, thành Hoàng Hồng và chia sẻ về cái sản phẩm của CBD, của mình thì sử dụng kết hợp với mắt hoa và bấm huyệt, và mình đã trở lại bình thường và về đi dạy học được. Hiện nay là mình đã về nghỉ về hưu và mình đã tham gia khi chia sẻ sản phẩm cho những người ta đang còn có bệnh tật như mình. Và mình rất là biết ơn, nhất là thủ lĩnh Dương Huy Cường cùng tất cả các thủ lĩnh trong hệ thống S69 trong CBD. Và mình xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị Duyên rất là nhiều. Và xin mời câu chuyện tiếp theo ạ. Tôi ạ. Xin mời chị. Chào tất cả anh chị em. Câu chuyện về sử dụng sản phẩm của CBD đối với tôi đó là riêng bản thân tôi ấy, thì một thời gian vào tầm khoảng tháng 11 đến tháng 1 thì tôi phát hiện ở cổ tôi có nó bị đau. Và khi như thế thì tại vì chồng tôi đã bị ca tuyến giáp rồi nên tôi cũng rất là hoang mang, nên tôi đi siêu âm thì có kết quả siêu âm và đa nhân tuyến giáp, và có một cái nhân to nhất là một chiều là 15 mm và một chiều là 21 mm. Và tôi khi mà tôi đi siêu âm mà tôi phát hiện như thế thì tôi sử dụng mỗi sản phẩm của CBD, tôi bác sĩ có kê đơn thuốc tây nhưng tôi không uống, và tôi chỉ dùng sản phẩm đấy. Tôi dùng thì tôi chỉ dùng bộ ba thanh lọc, tôi dùng pho 4 canxi, dùng beltibox thế thôi. Và sau đấy thì tôi thấy ngạc nhiên là sau khoảng 2 tháng sau thì
tôi thấy không còn đau nữa. Tôi thấy không còn đau nữa. Bình thường là tôi mặc áo nó cứ cộm rồi, mùa đông vừa rồi tôi mặc áo cao cổ thì cứ đau. Nhưng mà sau đấy thì tôi thấy không còn đau nữa. Và tôi vừa rồi tôi mới đi siêu âm lại thì không còn là cái gì cả. Là tôi thấy đấy là điều kỳ diệu mà tôi thực sự trân trọng ở sản phẩm Simi, chia sẻ tới tất cả anh chị em. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và chúng ta thấy những cái kết quả tuyệt vời của sản phẩm mang lại cho mọi người anh ạ. Đây là cái huyệt mạch để chúng ta lưu thông và cái cơ hội tốt. Và để kinh doanh tốt với CBD như thế nào, Hoa xin mời lên đây một người anh, một người thầy, một người thủ lĩnh tuyệt vời, có tâm và đã tạo sáng lập ra một cái hệ thống lớn mạnh cho chúng ta, dẫn dắt được hàng ngàn con người thành công và giúp được chúng ta có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Và anh sẽ lên đây chia sẻ cho chúng ta cái cơ hội kinh doanh với như thế nào, kinh doanh CBD như thế nào cho thành công nhanh, con đường nhanh nhất ạ. Xin mời anh Thủ lĩnh Vang.